Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5 tháng 4, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40 đến 45%. Khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau khi kết thúc nắng nóng, Đông Bắc Bộ sẽ đón hai đợt mưa dông liên tiếp giải nhiệt cho đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2024. Cụ thể, chiều tối và đêm 5-6 tháng 4 và thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, vùng núi có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ngày nắng nóng gay gắt, về đêm duy trì trạng thái ít mây, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.